Các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây là ông già Noel Vần Lộc. Video ngày hôm nay mình sẽ vẽ về ông già Noel này để gửi tặng cho tất cả các bạn. Mình mong rằng trong quá trình mình làm video này, mọi người vẫn hay ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình có thể tiếp tục với động lực ra video. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn.